Thì mấy năm gần đây, những luận điệu xuyên tạc lịch sử, bóp méo lịch sử đang được những thế lực thù địch và những tên biến chất thoái hóa dồn dập đưa lên trên không gian mạng. Nhưng mà rất may, rất nhiều những con người vẫn giữ vững được cái lập trường, quan điểm, tư tưởng của Đảng, của Bác Hồ, của truyền thống và đạo lý dân tộc Việt, cho nên đã có rất nhiều những bài phản biện sâu sắc, mạnh mẽ để vạch trần những cái luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch cũng như là của một số những kẻ ăn cơm dân mặc áo đảng nhưng đã tự diễn biến, tự thoái hóa, tự suy thoái về mặt lập trường tư tưởng, cho nên có những phát ngôn, có những cái bài viết rất là phản động. Chúng muốn làm thay đổi bản chất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, cho rằng đó là cuộc nội chiến, và thậm chí có những kẻ đã được là giáo sư tiến sĩ khoa học như Vũ Minh Giang cũng có một cái sự xuyên tạc và bóp méo lịch sử rất trắng trợn khi anh ta cho rằng Mỹ tham gia cuộc chiến tranh Việt Nam với tư cách là nước thứ ba. Và hôm nay Trần Ngơ xin trân trọng giới thiệu với lại các anh chị và các bạn bài viết rất là bổ ích của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn. Qua bài viết này, không những Trung tướng cho chúng ta thêm một số những cái kiến thức về lịch sử, đồng thời cũng là một cái bài viết vạch trần những luận điệu xuyên tạc của bè lũ lịch sử. Và cũng rất mong rằng chúng ta nhiều người trong phong trào này hãy chia sẻ cái bài viết của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn. Đây là một bài viết lột trần cái bộ mặt của bọn lịch sử, của bọn xuyên tạc lịch sử khi mà chúng cho rằng Mỹ không phải là kẻ gây ra cuộc chiến tranh xâm lược này mà chúng tham gia với tư cách là nước thứ ba. Thì bài viết của Trung tướng đã nêu rất rõ, khẳng định lại một lần nữa, và đây cũng là sự khẳng định dựa theo cái thực tế lịch sử, cho nên nó rất chính xác và nó là một cái tát vào mặt những cái kẻ xuyên tạc và bóp méo lịch sử. Vâng, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bài viết của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn. Bài viết có tựa đề là Mỹ tham gia hay Mỹ gây nên cuộc chiến tranh Việt Nam? Gần đây, trên một số báo chí của ta đã có những cách nhìn về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta một cách sai lệch theo kiểu. Từ năm 1955 đến 75, Hoa Kỳ đã tham gia vào cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Hay là hai nước, Mỹ và Việt Nam, có thể cùng nhau học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ. Hoặc là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia độc lập. Với cái nhìn này, tôi thật xót xa, phải chăng những quan điểm của chủ nghĩa xét lại lịch sử đã tác động vào báo chí và một bộ phận cán bộ đảng viên làm chuyển hóa nhận thức, mở ngoặc đơn, không xem chế độ tay sai bán nước Sài Gòn là ngụy, mà là một chính quyền, là một quốc gia độc lập, thậm chí còn là thành viên của Liên Hiệp Quốc, trong khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chưa phải là thành viên, đóng ngoặc đơn. Và với nhận thức như vậy thì cuộc kháng chiến chống Mỹ chỉ còn là cuộc nội chiến giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với Việt Nam Cộng Hòa. Còn Mỹ chỉ là bên tham gia, không phải là kẻ chủ mưu gây ra cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của chúng ta là sai lầm, mở ngoặc đơn, vì đã gây ra cuộc nội chiến, đóng ngoặc đơn. Và cũng như Mỹ tham gia vào cuộc chiến ở Việt Nam sang một đất nước xa xôi để cuối cùng nhận lấy thất bại. Vâng, đây là cách đặt vấn đề của Trung tướng rất là rõ ràng. Sau khi mà Trung tướng nêu ra những cái luận điệu xuyên tạc lịch sử thì nó sẽ dẫn dắt chúng ta một cái sự hiểu rất sai lầm về cái cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của chúng ta. Và phần sau thì Trung tướng sẽ làm rõ những cái đầu tiên Trung tướng nêu ra. Phần đầu tiên là những cái luận điệu xuyên tạc bóp méo lịch sử. Chúng ta đã hiểu rất rõ cái bài viết này. Trung tướng viết cũng rất dễ hiểu.
Trước hết, nói từ năm 1955, Mỹ mới bắt đầu tham gia vào cuộc chiến tranh tại Việt Nam là hoàn toàn sai. Nếu tôi nhớ không lầm thì từ năm 1950, người sinh viên Trần Văn Ơn đã ngã xuống tại thành phố Sài Gòn trong cuộc biểu tình đấu tranh chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. Như vậy là Mỹ đã bắt đầu dính líu đến cuộc chiến tranh ở Việt Nam từ năm 1950, và như chúng ta biết, đến năm 1954, gần 78% chi phí cho cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp là tiền viện trợ của Mỹ, từ khẩu súng Tiểu Liên Thông Sơn, súng trường các bin Garand Mỹ cho đến khẩu pháo 105 ly, máy bay Dakota khu trục AD-6 đều do Mỹ cung cấp viện trợ. Và ngay từ đầu tiên thì tác giả đã làm, Trung tướng đã làm nổi bật rất rõ là cái vai trò của Mỹ ngay từ cái thời mà chúng ta đang tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cuộc kháng chiến 9 năm chống lại cái sự xâm lăng lần thứ hai của thực dân Pháp, thì Mỹ đã dính líu vào rồi. Và như Trung tướng đã nêu, và đây là cái tư liệu lịch sử, là chứng cứ lịch sử, tới năm 1954 thì 78% chi phí của thực dân Pháp ở Việt Nam, ở Đông Dương đều do Mỹ gánh chịu. Cho nên đây là một cái lời phản biện rất là đanh thép, rất chính xác khi có kẻ cho rằng từ năm 55 Mỹ có tham gia vào cuộc chiến tranh Việt Nam. Thì đó là một cái sự xuyên tạc lịch sử rất trắng trợn. Thì Trung tướng đã nói rất rõ ngay từ năm 50 thì ngay giữa lòng thành phố Sài Gòn thì có những cuộc biểu tình của sinh viên và thanh niên chống lại bọn thực dân Pháp cũng như bọn can thiệp Mỹ. Và chúng ta nhớ ngày 9 tháng 1 năm 1950, để đàn áp cái cuộc đấu tranh này thì bọn thực dân đế quốc đã xả súng vào đoàn biểu tình, và Trần Văn Ơn đã hy sinh ngày 9 tháng 1 năm 1950 trong một cái cuộc biểu tình chống lại bọn thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ. Và cẩn thận hơn, tác giả đã chỉ ra rất những cái viện trợ của Mỹ là Mỹ đã hầu như là chủ nhân của cái cuộc xâm lăng của thực dân Pháp lần thứ hai từ năm 50. 78% cái chi phí thì do Mỹ viện trợ, từ khẩu súng trường các bin, từ khẩu Tiểu Liên Thompson cho đến những cái loại pháo 150 và những máy bay AD-6 hay Dakota thì đều do Mỹ viện trợ cho Pháp. Cho nên đây là cái tát vào mồm những kẻ nào nói rằng đến năm 1955 Mỹ mới tham gia cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Và chúng ta cũng còn nhớ năm 1953, Nixon lúc đó với vai trò là phó tổng thống Mỹ cũng đã bay sang Việt Nam để thị sát, để mà làm cố vấn cho cái thực dân Pháp. Cho nên Mỹ thực sự nó đã có ý đồ thay chân Pháp ngay từ khi chúng ta đang tiến hành cuộc kháng chiến 9 năm. Thì người xin phép được đọc tiếp. Năm 1955-1975, Mỹ chỉ tham gia hay trực tiếp xâm lược? Đây là câu hỏi và cũng chính là cái chủ đề của bài viết. Nếu nói Mỹ tham gia, vậy ai nuôi dưỡng, đào tạo, đưa Ngô Đình Diệm từ Mỹ về nước? Ai hất cảng Pháp, nắm lấy toàn bộ miền Nam Việt Nam để trực tiếp chỉ huy bộ máy vốn tay sai của Pháp trở thành tay sai của Mỹ, dựng nên chính quyền bù nhìn Ngô Đình Diệm với danh xưng là Việt Nam Cộng Hòa, mà hóa đơn. Song khi tuyên truyền tâm lý, họ vẫn không thể bỏ danh xưng quốc gia Việt Nam, đóng hóa đơn. Tổ chức lại quân ngụy Pháp thành quân lực Việt Nam Cộng Hòa, song khi tuyên truyền họ không thể bỏ danh xưng quân đội quốc gia, đóng hóa đơn. Để trở mặt công khai xóa bỏ Hiệp định Geneva mà chính Mỹ cũng là một bên tham gia, với dã tâm biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, nhằm biến đồng bào ta ở nửa nước từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam thành dân nô lệ, thành một bang của Mỹ. Toàn bộ ngân sách hoạt động của ngụy quyền Sài Gòn do Mỹ cung cấp, toàn bộ vũ khí cho quân ngụy do Mỹ trang bị, toàn bộ công việc huấn luyện, đào tạo, chỉ huy do Mỹ chỉ đạo, Mỹ nắm lấy toàn bộ việc điều hành ở miền Nam, còn ngụy Việt Nam Cộng Hòa chỉ là con rối do Mỹ dắt dây. Và những điều này nó rất thuyết phục, bởi vì nó xuất phát từ thực tế. Thực tế lịch sử đã nói rõ như thế. Cho nên Trung tướng
đã bằng những cái thực tế lịch sử, bằng những dẫn chứng lịch sử để mà vạch rõ, để mà phản biện lại những luận điệu cho rằng Mỹ chỉ tham gia vào cái cuộc chiến tranh Việt Nam từ năm 1955, thì Trung tướng đã nêu rất rõ những cái dẫn chứng cụ thể này từ lịch sử, từ những tư liệu lịch sử, thì chúng ta hiểu rất rõ Mỹ chính là kẻ đã gây ra cuộc chiến tranh xâm lược này, đúng như Bác Hồ của chúng ta đã nói rất rõ ràng trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ngày 17 tháng 7 năm 1966. Ngay vào đầu là kêu gọi thì Bác Hồ đã khẳng định đế quốc Mỹ dã man đã gây ra cuộc chiến tranh xâm lược này, chúng dựng lên ngụy quyền ngụy quân phản dân hại nước để làm công cụ thực hiện cái âm mưu xâm lược của chúng. Thực tế lịch sử đều xuất phát từ thực tế lịch sử cho nên nó hết sức thuyết phục. Chị ơi, xin đọc lại cái đoạn này để mà chúng ta hiểu rõ thêm cái vấn đề Trung tướng đặt ra để mà phản biện lại, để vạch trần những cái luận điệu xuyên tạc lịch sử, bóp méo lịch sử khi chúng cho rằng Mỹ chỉ tham gia chiến tranh Việt Nam từ năm 1955. Cái này cũng cần nói rõ thêm để cũng nói thêm được cái bản chất của cái gọi là quân lực Việt Nam Cộng Hòa hay là gọi là Việt Nam Cộng Hòa. Đúng như Trung tướng viết, tất cả những cái đội quân mà đã từng làm tay sai cho thực dân Pháp, mà chúng ta thấy chúng quen gọi là quân đội quốc gia Việt Nam đó, là cái quân đội mà do thực dân Pháp dựng lên năm 1949 do gây tên Bảo Đại làm quốc trưởng nó, thì toàn bộ cái quân đội, cái gọi là quân đội quốc gia Việt Nam sau này đều trở thành quân lực của Việt Nam Cộng Hòa, đều là một quân đội tay sai. Thế nhưng mà nhiều kẻ vẫn tự hào trong ngoặc kép về cái vấn đề là chúng nó kế thừa cái sự nghiệp của quốc gia Việt Nam. Cho nên rằng đây cũng chính là cái mà chúng ta hiểu rõ hơn cái bản chất thực của cái gọi là quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nó thật sự là cái quân đội quốc gia Việt Nam, quân đội làm tay sai cho Pháp, và cũng chưa khi nào là xứng đáng là một quốc gia cả, bởi vì chúng ta biết cái gọi là quốc gia Việt Nam nằm trong cái Liên Hợp Pháp, cho nên nó không tự chủ được cái gì cả. Tự cái đó thực tế lịch sử đã chứng minh rất rõ ràng như thế, nhưng không hiểu sao một số những kẻ, những thế lực chống cộng ở hải ngoại thì chúng ta cũng có thể tìm hiểu được nguyên nhân tại sao nó tạc được, nhưng mà cái bất ngờ và cái căm phẫn chính là những cái tên cán bộ đảng viên biến chất thoái hóa đã nhìn nhận lịch sử một cách méo mó, đã xuyên tạc lịch sử hùa theo cái giọng lưỡi của các thế lực hay là cái tàn dư của cái bè lũ tại sao. Đó là cái niềm đau xót. Chỉ còn mà cái bọn mà nó xuất thân từ cái quốc gia Việt Nam hay Việt Nam Cộng Hòa nó xuyên tạc thì cái đó chúng ta dễ hiểu, chúng ta dễ tìm được cái nguyên nhân. Nhưng mà cái chúng ta đau xót nhất, chúng ta căm phẫn nhất chính là một số ít những cái tên cán bộ đảng viên do biến chất thoái hóa, không giữ vững được lập trường tư tưởng quan điểm, cho nên đã nói một cách hùa theo cái giọng lưỡi của cái bọn tàn dư ngụy quân ngụy quyền. Thì ở đây Trung tướng đã nói rất rõ, nó rất rõ là bởi vì cái này chúng ta cũng đã nhiều khi nhiều người cũng đã biết được. Trung tướng tổng hợp lại và nêu lại những cái chứng cứ lịch sử, những sự thật lịch sử, cho nên rằng bài viết nó thuyết phục là cái chỗ đó nó bắt nguồn từ cái sự thật, từ những tư liệu lịch sử, từ những chứng cứ lịch sử và từ thực tế lịch sử. Chị ơi, xin được đọc lại. Để trở mặt công khai xóa bỏ Hiệp định Geneva mà chính Mỹ cũng là một bên tham gia, với dã tâm biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới nhằm biến đồng bào ta ở nửa nước từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam thành dân nô lệ, thành một bang của Mỹ. Toàn bộ ngân sách hoạt động của ngụy quyền Sài Gòn do Mỹ cung cấp, toàn bộ vũ khí cho quân ngụy do Mỹ trang bị, toàn bộ công việc huấn luyện, đào tạo, chỉ huy do Mỹ chỉ đạo, Mỹ nắm lấy toàn bộ việc điều hành ở miền Nam, còn ngụy quyền Việt Nam Cộng Hòa chỉ là con rối do Mỹ giật dây. Điều này ngay cả các tướng lĩnh trong quân ngụy cũng đã thừa nhận, ngay các đời tổng thống của Mỹ cũng đã khẳng định.
Và phải chăng không có việc khi Mỹ giảm viện trợ thì Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn là Nguyễn Văn Thiệu đã kêu lên, nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi thì không phải một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau 3 giờ chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập. Vâng, những cái điều này là nó đã nói rất rõ cái vai trò của Mỹ là ông chủ, là kẻ điều hành, là kẻ mà giật dây cho ngụy quyền Sài Gòn thực hiện những cái ý đồ, những cái kế hoạch của Mỹ. Vậy Mỹ tham gia cuộc chiến hay là kẻ gây ra cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo nhất trong lịch sử thế giới này? Vâng, sau khi nêu ra những cái dữ kiện cụ thể, những dữ kiện lịch sử thì Trung tướng chốt ra một câu rất là rõ ràng và chúng ta cũng rất dễ dàng đưa ra câu trả lời chính xác là Mỹ mới là kẻ gây ra cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam, chứ không phải là tham gia như những luận điệu của bọn bóp méo và bọn xuyên tạc lịch sử. Đây cũng lại là khẳng định lại đúng như Bác Hồ đã nói, như chị Ngân nói đầu, chính Bác Hồ ngay vào đầu tiên là kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì người cũng đã nói rất rõ ràng, không chỉ với nhân dân Việt Nam và với cả những cái cộng đồng quốc tế, rằng đế quốc Mỹ dã man đã gây ra cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam, chúng dựng lên ngụy quyền, ngụy quân tay sai bán nước để thực hiện ý đồ của bọn chúng. Đây là một cái sự lặp lại, nhắc lại rất là rõ ràng. Cho nên Trung tướng đã rất là tài tình khi mà đặt ra câu hỏi, rồi sau khi nêu ra những cái thực tế lịch sử và hỏi lại chúng ta rằng vậy thì Mỹ là kẻ trực tiếp gây ra cuộc chiến tranh này hay tham gia, đồng thời cũng cho chúng ta một câu trả lời rất rõ ràng, rất đúng đắn là Mỹ chính là kẻ gây ra cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Thì ngươi xin được đọc lại chỗ này để mà chúng ta thẩm thấu hiểu rõ được cái tài tình của Trung tướng đặt ra câu hỏi rồi giải quyết vấn đề một cách rất rõ ràng và để mà cho nó thuyết phục hơn, tác giả lại một lần nữa đặt lại câu hỏi sau khi đã cung cấp cho chúng ta những cái dữ kiện để chúng ta có một câu trả lời tuyệt đối chính xác. Để trở mặt công khai xóa bỏ Hiệp định Geneva mà chính Mỹ cũng là một bên tham gia, với giá tâm biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới nhằm biến đồng bào ta ở nửa nước ta từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam thành dân nô lệ, thành một bang của Mỹ. Toàn bộ ngân sách hoạt động của ngụy quyền Sài Gòn do Mỹ cung cấp, toàn bộ vũ khí cho quân đội ngụy do Mỹ trang bị, toàn bộ công việc huấn luyện, đào tạo, chỉ huy do Mỹ chỉ đạo, Mỹ nắm lấy toàn bộ việc điều hành ở miền Nam, còn ngụy quyền Việt Nam Cộng Hòa chỉ là con rối do Mỹ dắt dây. Điều này ngay cả các tướng lĩnh trong quân ngụy cũng đã thừa nhận, ngay các đời tổng thống của Mỹ cũng đã khẳng định. Và phải chăng không có việc khi Mỹ giảm viện trợ thì Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn là Nguyễn Văn Thiệu đã kêu lên, nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau 3 giờ chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập. Vậy Mỹ tham gia cuộc chiến hay là kẻ gây ra cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo nhất trong lịch sử thế giới này? Và khi nguy cơ chế độ tay sai sẽ sụp đổ, chiến lược chiến tranh đặc biệt đứng trước sự phá sản không thể ngăn chặn, Mỹ vội vã thay đổi chiến lược sang chiến tranh cục bộ. Hơn nửa triệu quân Mỹ và gần chục vạn quân chư hầu của nhiều nước trực tiếp nhảy vào miền Nam Việt Nam và mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, gây ra tội ác tày trời với hàng triệu lít chất độc hủy diệt sự sống mà đến hôm nay vẫn còn hàng triệu nạn nhân. Trên 7,5 triệu tấn bom đạn, gấp nhiều lần số lượng bom đạn của toàn bộ Thế chiến thứ hai, bằng 375 quả bom nguyên tử Mỹ thả xuống hai thành phố của nước Nhật, rải xuống đất nước ta, nhiều cuộc thảm sát dân thường, giết hại hàng loạt đồng bào ta từ Vĩnh Trinh, Chợ Được, Ngân Sơn, Chí Thành, Bình Thành, Phú Lợi và rất nhiều vụ khác do quân ngụy gây ra, đến hàng loạt vụ do quân Mỹ và chư hầu Hoa Kỳ
Thái Lan à. Và hàng loạt vụ do quân Mỹ gây và chư hầu gây ra ở Hòa Mỹ, Thái Bình, Tây Vinh, Sơn Mỹ, Thạnh Phong, khu phố Khâm Thiên mà bút mực không thể nào liệt kê hết các vụ giết hại dã man từ vài chục cho đến hàng ngàn người. Vậy phải chăng tội ác có thể khẳng định trời không dung, đất không tha ấy, đế quốc Mỹ chẳng liên can? Vâng, đây là một lần nữa tác giả là nêu lên những cái tội ác mà Mỹ ngụy gây ra trên đất nước chúng ta, và một câu hỏi cũng đã cho chúng ta một cái câu trả lời ngay sau khi mà liệt kê ra những cái vụ, gọi là liệt kê nhưng mà đây là chỉ là những cái ví dụ điển hình thôi, chứ trên khắp cái đất nước này chỗ nào cũng ghi đậm cái tội ác của bọn đế quốc Mỹ xâm lược cũng như là ngụy quyền Sài Gòn. Ở đây Trung tướng chỉ kể ra trẻ ra những cái ví dụ điển hình thôi, chứ thực ra thì trên cái khắp cái đất nước này, ngay cả miền Bắc thì không quân Mỹ và hải quân Mỹ cũng đã gây ra những vụ tàn sát thảm khốc. Chúng ta thấy những cái vụ tàn sát ở Nam Định thì có cái khu phố hàng thao hầu như hết tất cả nhà cửa đều bị sụp đổ, rồi ở An Dương, Hải Phòng, rồi ở Khâm Thiên, rồi thì ở nhiều nơi khác chúng ta thấy rất là nhiều, ở hầu như là địa phương nào trên cái đất nước này cũng đều ghi dấu những tội ác dã man của đế quốc Mỹ và bè lũ đại gia. Và trở lại như bên trên Trung tướng đã nói là tất cả vũ khí của cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa này đều do Mỹ cung cấp, tất cả những cái kế hoạch, những cái ý đồ đều do Mỹ chỉ đạo. Cho nên đây là những cái tát và mật và mồm những cái kẻ cho rằng Mỹ chỉ tham gia chiến tranh ở Việt Nam với tư cách là nước thứ ba. Nhưng chúng ta qua những cái lời văn của Trung tướng, qua những cái ví dụ, qua những cái thực tế lịch sử thì đây chính là cho rằng chính là cái tát và mặt và mồm những cái kẻ nào đã xuyên tạc lịch sử khi cho rằng Mỹ chỉ tham gia chiến tranh ở Việt Nam với tư cách là nước thứ ba, đặc biệt là tên giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang. Chúng tôi được đọc tiếp. Còn bảo Việt Nam và Mỹ đều có cái sai lầm trong quá khứ, mà quá khứ ở đây là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Vậy ta đánh Mỹ là sai lầm hay sao? Đây chỉ là quan điểm sai trái, phản động của bọn cơ hội trở cờ. Còn không ai được phép cho rằng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là sai lầm. Thế nhưng cũng có một số nhà sử gia cho rằng trong chống Mỹ có những thời điểm chúng ta phạm sai lầm. Họ đưa ra hai sự kiện, đó là tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968 và chiến dịch giải phóng Quảng Trị năm 1972. Họ so sánh sự tổn thất của hai bên địch và ta để từ đó cho rằng sự hy sinh quá lớn, không cần thiết. Đây là những sai lầm. Vậy có đúng như họ nói hay không? Chúng ta có thể khẳng định một điều, không có thắng lợi nào trong chiến tranh mà không có tổn thất, hy sinh. Và chẳng có thành công nào mà không có những mặt cần phải rút ra kinh nghiệm. Và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là sự đụng đầu lịch sử giữa một bên là sức mạnh vũ khí lớn nhất thế giới với một bên là sức mạnh tinh thần vĩ đại, với lòng yêu nước thiết tha, ý chí kiên cường vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc. Sự đối đầu bất tương xứng như vậy, thử hỏi làm sao không khỏi tổn thất hy sinh. Và cái giá của sự hy sinh đó mới là một cục diện chiến trường thay đổi, có lợi cho ta. Nếu không có Mậu Thân năm 1968 thì sẽ không có việc buộc Mỹ xuống thang chiến tranh, ngồi vào bàn hội nghị Paris và buộc Mỹ phải thay đổi chiến lược. Và cái này thì rất rõ ràng rồi. Nếu không có, chúng ta phải khẳng định một điều rằng nếu không có Mậu Thân năm 1968 thì không có việc Mỹ buộc phải xuống thang để đánh phá ở miền Bắc. Chúng ta biết sau khi đó thì Mỹ nó đã xuống thang và nó chỉ ném bom từ vĩ tuyến 20 đổ vào. Cái này thực tế lịch sử đã chứng minh rất rõ ràng rồi. Đúng như là Trung tướng nói, không có một cái thắng lợi nào mà
không có những sự hy sinh mất mát, không có những thắng lợi nào mà chúng ta từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để mà làm tốt trong cái giai đoạn sau. Cho nên những kẻ nào cho rằng chúng ta đã sai lầm khi tổng tấn công mùa xuân 68 hay là quyết tâm giải phóng Quảng Trị năm 1972 thì đó chính là những cái luận điệu xuyên tạc, bóp méo, làm giảm đi cái vinh quang, cái sự hy sinh của quân và dân ta. Thì ngươi xin được đọc lại cái chỗ này để chúng ta hiểu được cái hồn của bài viết. Thì ngươi cho rằng đây là một bài viết cực kỳ hay, cực kỳ bổ ích và rất có giá trị. Rất mong mọi người hiểu được bài viết và chia sẻ bài viết này đến cộng đồng để đập tan cái luận điệu xuyên tạc của cái bè lũ lịch sử. Còn bảo Việt Nam và Mỹ đều có sai lầm trong quá khứ, mà quá khứ ở đây là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Vậy ta đánh Mỹ là sai lầm hay sao? Đây chỉ là quan điểm sai trái phản động của bọn cơ hội trở cờ. Còn không ai được phép cho rằng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là sai lầm. Thế nhưng cũng có một số nhà sử gia cho rằng trong chống Mỹ có những thời điểm chúng ta phạm sai lầm. Họ đưa ra hai sự kiện: tổng tấn công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968 và chiến dịch giải phóng Quảng Trị 1972. Họ so sánh sự tổn thất của hai bên địch và ta để từ đó cho rằng sự hy sinh quá lớn không cần thiết. Đây là những sai lầm. Vậy có đúng như họ nói hay không? Chúng ta có thể khẳng định một điều: không có thắng lợi nào trong chiến tranh mà không có tổn thất hy sinh, và chẳng có thành công nào mà không có những mặt cần phải rút ra kinh nghiệm. Và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là sự đụng đầu lịch sử giữa một bên là sức mạnh vũ khí lớn nhất thế giới với một bên là sức mạnh tinh thần vĩ đại, với lòng yêu nước thiết tha, ý chí kiên cường vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc. Sự đối đầu bất tương xứng như vậy, thử hỏi làm sao không tổn thất hy sinh, và cái giá của sự hy sinh đó mới có chiến trường thay đổi có lợi cho chúng ta. Nếu không có Mậu Thân năm 1968 thì sẽ không có việc Mỹ buộc phải xuống thang chiến tranh, ngồi vào bàn hội nghị Paris và buộc Mỹ phải thay đổi chiến lược. Không có mùa hè đỏ lửa năm 1972 ở Quảng Trị thì làm sao có việc buộc Mỹ phải chuẩn bị ký hiệp định Paris công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của một nước Việt Nam thống nhất dự kiến vào tháng 10 năm 1972. Vâng, cái này thực ra thì như chúng ta đã biết, trong giai đoạn đó thì chúng ta cũng đã rất vui mừng, bởi vì đến tháng 10 thì sẽ ký Hiệp định Paris. Nhưng mà với cái sự ngoan cố của bè lũ xâm lược cũng như là ngoan cố của bè lũ Tây Sai thì chúng đã muốn buộc chúng ta phải ký kết những cái điều mà có cái lợi cho Mỹ và ủy quyền Sài Gòn. Cho nên chúng đã trì hoãn việc ký kết hiệp định. Đáng lẽ là hiệp định được ký kết từ tháng 10, nhưng mà để thể hiện cái sự ngoan cố và cái giá tâm của cái bọn đế quốc cũng như bè lũ Tây Sai thì đế quốc Mỹ đã tiến hành cuộc tập kích ra miền Bắc và thủ đô Hà Nội nhằm đưa miền Bắc Việt Nam trở về thời kỳ đổ đá trong cái chiến dịch Lai Bạch Cơ vậy nè. Thì chúng tưởng rằng với những cái vũ khí, với sức mạnh của bom đạn, chúng có thể khuất phục được ý chí của dân tộc ta. Nhưng mà chúng đã lầm. Trận Điện Biên Phủ trên không đã giáng một cái đòn chí tử vào ý đồ xâm lược của đế quốc Mỹ cũng như là cái sự ngoan cố của bè lũ Tây Sang. Thì ở đây tác giả đã làm ra rất rõ được những cái vấn đề vừa là tàn ác, vừa ngoan cố, vừa làm bật lên cái vai trò Mỹ chính là kẻ gây ra cuộc chiến tranh xâm lược ở miền Nam, đồng thời cũng giải quyết được vấn đề là không có một cái những cái trong chiến tranh thì không thể không có những cái sự hy sinh mất mát, bởi vì chúng ta đối đầu với một thế lực hùng mạnh nhất thế giới, vũ khí tối tân nhất thế giới, còn chúng ta chỉ với lòng quyết tâm và những vũ khí thô sơ
Nhưng mà chính lòng quyết tâm, tinh thần yêu nước, ý chí quật cường để mà thực hiện chân lý nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, cho nên chúng ta đã đương đầu và giành thắng lợi với một tên đế quốc sừng sỏ và hùng mạnh nhất thế giới. Chúng ta đọc lại chỗ này: không có một mùa hè đỏ lửa năm 1972 ở Quảng Trị thì làm sao có việc buộc Mỹ phải chuẩn bị ký Hiệp định Paris công nhận độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của một nước Việt Nam thống nhất dự kiến vào tháng 10 năm 1972. Một cái đơn tất nhiên sau đó Mỹ lật lọng vì sự cố đấm ăn xôi và sự phản bội của bạn bè để buộc ta phải làm nên một Điện Biên Phủ trên không đánh bại chiến dịch. Đánh bại chiến dịch cứu bóng trước khung thành 2 của Mỹ. Và không có các chiến thắng như trên, làm sao chúng ta có thể đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, làm sao có thể thu non sông về một mối để đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do đang vững bước tiến lên như ngày hôm nay. Vâng, là khẳng định rất là rõ ràng của Trung tướng. Không có những cái chiến thắng ở Quảng Trị năm 1972, không có trận Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972 thì làm sao Mỹ nó chịu ký kết với chúng ta để công nhận Việt Nam chúng ta là một quốc gia độc lập, thống nhất, có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đó. Nhắc lại tới đây thì chúng ta cũng nên nhớ lại chính cái bọn xâm lược nó cũng phải thừa nhận, phải công nhận nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, là một đất nước có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Thế mà chúng ta khi mà đọc lại và hiểu được vấn đề này thì chúng ta càng căm giận những kẻ như là ông Lê Văn Cương chẳng hạn, lại cho rằng cái giai đoạn 55-75 ở Việt Nam tồn tại hai quốc gia song song. Cho dù rằng chúng đã dùng trăm phương ngàn kế để muốn hợp pháp hóa cho cái quốc gia ngụy Việt Nam Cộng Hòa cái thành một quốc gia, nhưng mà thực tế đã cho thấy rằng chính đế quốc Mỹ sau khi bằng mọi cách không thể thực hiện được ý đồ biến miền Nam Việt Nam, biến cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa thành một quốc gia hợp pháp, thì chúng đã phải một lần nữa thừa nhận như Hiệp định Geneva đã thừa nhận, đã công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập, thống nhất, có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Và khi mà kẻ gây ra chiến tranh, kẻ nặn ra, kẻ đẻ ra cái thực thể Việt Nam Cộng Hòa đã thừa nhận cái sự bất hợp pháp của chúng nó trên đất nước này, thì điều đó cũng chúng ta rất dễ dàng hiểu cái thực thể Việt Nam Cộng Hòa kia nói như Chủ tịch Hồ Chí Minh là công cụ của đế quốc Mỹ, thì chúng nó thật sự là chỉ là một cái bè lũ ngụy quyền, là một bè lũ tay sai, là bè lũ bù nhìn. Nhưng mà bác và đảng cũng như nhân dân ta với cái sự bao dung, với sự độ lượng đã gọi là ngụy quyền để cho nó nhẹ bớt. Thực sự cái cụm từ ngụy quân ngụy quyền thì ngươi cho rằng không có cái cụm từ nào nó nhân văn hơn, nó đạo nghĩa hơn để mà chỉ cái thực thể tay sai đã từng gây ra biết bao nhiêu tội ác. Người dân chúng ta đã có lúc gọi cái thực thể Việt Nam Cộng Hòa này là bè lũ chó săn, là bè lũ bán nước, là bè lũ tay sai. Thế nhưng mà chính vì cái sự bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn, chúng ta chỉ coi họ là những kẻ giả tạo, là những kẻ giả danh, là những kẻ không được công nhận, thừa nhận trên đất nước này một cái sự nhân văn, một cái sự đạo nghĩa như vậy, nhưng mà lại bị những kẻ lịch sử cho rằng như thế là miệt, là không đúng, bởi vì ngụy là có thật, ai chả biết nó là có thật. Người dân chúng ta còn cảm nhận cái sự thật này hơn cái bè lũ tay sai nhiều, bởi vì người chính thì chúng nó đã gây ra biết bao nhiêu tội ác, đã tàn sát biết bao nhiêu. Trung tướng đã liệt kê nào là Vĩnh Trinh, nào là Phú Lợi, nào là Thạnh Phong, nào là Mỹ Lai, nào là Khâm Thiên, nào là An Dương, nào là Hàng Thao, gọi chúng nó là ngụy, tức là ngụy là không được chính danh, không được
thừa nhận không được người dân ở đất nước này công nhận. Chúng nó cứ lèo lái để cho là ngụy là giả, nhiều khi nhiều kẻ như là cái bọn như là cái thằng gì ở bên California, nó là gọi là ngụy không đúng, bởi vì là Sài Gòn là có thật rồi, thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa là có thật, có thật, nhưng mà nó là công cụ của đế quốc Mỹ, cho nên người dân ở Việt Nam này không thể chấp nhận, không thể công nhận cái lũ tay sai đó, cho nên gọi một cách rất nhân văn, rất đạo nghĩa là ngụy quân, là ngụy quyền. Hay là có những nhà lịch sử thích sự thật thì gọi là bè lũ chó săn đi cho nó đúng. Cái ngụy quân ngụy quyền chính là giúp rất nhiều cho cái công việc hòa hợp dân tộc. Chứ ai mà bố ai mà dám mà hòa hợp với lại bè lũ chó săn, ai mà dám hòa hợp với lại bè lũ bán nước, hòa hợp để là cho chúng nó bán nước lần nữa. Cho nên cách gọi như thế là một cái rất là hợp lý hợp tình, nó thể hiện cái tầm nhìn rất là sáng suốt của Bác Hồ và của Đảng. Ngay từ trong cái chiến tranh đã nhìn thấy một cái tương lai nhất định, Việt Nam sẽ là một, dân tộc Việt Nam sẽ là một. Cho nên là gọi là ngụy quân ngụy quyền là cách gọi để mở đường, là cách gọi rất là sáng suốt để chúng ta dễ dàng thực hiện cái công cuộc hòa hợp dân tộc. Bè lũ bán nước, chúng mày phải hiểu được cái sự nhân văn, cái sự sáng suốt của Bác Hồ kính yêu và của Đảng. Gọi chúng mày là ngụy quân ngụy quyền là cách gọi hay nhất, là cách gọi nhân văn nhất, là cách gọi đạo nghĩa nhất. Đừng bắt chúng ta phải gọi cái thực thể Việt Nam Cộng Hòa chúng mày là bè lũ chó săn, là bè lũ bán nước. Mày phải hiểu được cái điều đó. Vâng, chị ơi xin lỗi đã nói nhiều, chia sẻ nhiều cái tâm tư của mình. Chị ơi xin được đọc tiếp bài viết của Trung tướng Nguyễn Đình Tuấn. Từ những vấn đề nêu trên, xin hỏi những ai có cách nhìn như vậy đã là cơ quan ngôn luận của Đảng, của nhà nước thì phải nói và làm theo nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Vậy Đảng ta có lúc nào trong nghị quyết nói rằng từ năm 1955 đến 1975 Mỹ chỉ tham gia vào cuộc chiến tranh Việt Nam, hay là nói cuộc kháng chiến chống Mỹ của chúng ta là sai lầm, nói cuộc tổng tấn công mùa xuân năm 68 và chiến dịch bảo vệ thành cổ Quảng Trị là sai lầm, nói trên lãnh thổ Việt Nam sau 54 đến 75 có hai quốc gia song song tồn tại không? Đã là cán bộ, đảng viên của Đảng thì phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vậy trong tư tưởng của Bác Hồ có lúc nào người khẳng định Mỹ chỉ tham gia vào cuộc chiến tranh tại Việt Nam từ năm 1955 hay không? Có lúc nào người thay đổi ý chí nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một hay không? Chắc chắn là không. Vậy báo chí và đảng viên cán bộ nói trái với nghị quyết, nói trái với tư tưởng của Bác Hồ thì có làm đúng mục đích tôn chỉ của báo chí và có xứng danh là người cán bộ đảng viên của Đảng hay không? Chúng tôi đòi hỏi các cơ quan có trách nhiệm của Đảng phải xử lý nghiêm túc những sai phạm nghiêm trọng nêu trên để lịch sử dân tộc mãi mãi ngời sáng, để những ai có tính cố tình xuyên tạc bóp méo lịch sử sẽ không còn chỗ để nói càn, viết ẩu. Vâng, đây cũng là cái mong muốn của những người dân yêu nước chân chính đã được Trung tướng nói thay. Chúng ta đều biết, từ ngày thành lập đến nay, Đảng lãnh đạo đất nước này đều bằng những nghị quyết, bằng những văn bản. Và chúng ta cũng đã biết, chưa có nghị quyết, chưa có văn bản nào của Đảng và nhà nước cho rằng Mỹ chỉ tham gia cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam từ năm 1955 như bè lũ lịch sử đã nói. Cho nên cái đoạn cuối này phải nói là cực kỳ bổ ích cho người dân chúng ta thêm hiểu biết về cái sự thực lịch sử, về sự trung thực của lịch sử,
Và đồng thời tác giả cũng đã nêu lên rất rõ, Bác cũng chưa khi nào nói Mỹ chỉ tham gia cuộc chiến ở Việt Nam từ năm 1955. Người đã khẳng định rất rõ không chỉ một lần, nhưng tiêu biểu nhất chính là lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Và chúng tôi cũng đề ra, cho nên những cán bộ đảng viên cố tình nói sai cần phải được xử lý một cách nghiêm túc, một cách triệt để không còn có những kẻ nào ăn cơm dân mặc áo đảng, mồm thì khoen khoét đã sống học tập làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, nhưng lại nói ngược lại với ý chí, với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trang Cơ xin được tỏ lòng khâm phục và kính trọng đến vị trung tướng này. Ông đã toàn tâm toàn ý về để bảo vệ cái sự thật lịch sử này, và cũng rất mong mọi người tìm đọc những bài viết của trung tướng, đồng thời cũng chia sẻ những bài viết như thế này. Nó không chỉ là cung cấp cho chúng ta những kiến thức, mà nó đồng thời là những cái tát vào mặt những cái kẻ mà xuyên tạc bóp méo lịch sử. Vâng, Trình Ngư xin được kết thúc buổi live stream của mình ở đây hôm nay. Xin được kính chúc Trung tướng Nguyễn Thanh Tấn, chúc ông luôn luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục có những bài viết bổ ích để cung cấp cho cộng đồng mạng những kiến thức về lịch sử, đồng thời cũng thể hiện rõ cái nguyện vọng của chúng ta là lịch sử phải được trung thực, lịch sử phải được viết một cách đúng sự thật, không thể để cho một nhóm người lợi dụng cái công việc mà đảng nhà nước trao cho là ghi chép lại lịch sử, chúng nó lại có những cái phát ngôn, chúng nó lại có những quan điểm hoàn toàn trái ngược với lập trường tư tưởng của đảng cũng như là tư tưởng của Bác Hồ.